Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lợi ích của một đại dịch là để mẹ thiên nhiên phục hồi lại cả hành tinh. Cơ dâu nơ co hề xấu như mọi người nghĩ. Mẹ thiên nhiên tạo ra cơ dâu nơ để lại sức sống của mình để con người có lại môi trường sống tốt hơn. Cơ dâu nơ nó đang lấy lại sự sống của hành tinh đang chết dần và cân bằng lại toàn bộ hành tinh, kiêm luôn việc tuyển chọn ai được sống và ai phải chết. Con người bình thường nhìn thấy đó là thảm họa của một đại dịch, còn người có trí tuệ sẽ thấy nó rất chi là hợp lý của mẹ thiên nhiên tạo ra nó để phục hồi lại sự sống của toàn hành tinh của chính nó. Có thể nói cơ dâu nơ là vaccine của hành tinh. Ha ha ha, 问什么的说。